Khi nào thì tôi sẽ nhận lại được số tiền thừa kế của ba tôi? Đừng có giả bộ ngây thơ ngơ ngác trước mặt tôi. Cô tưởng là tôi dễ bị lừa lắm sao ha? Tự nhiên ở đâu đưa mấy tỷ bạc cho cái đứa cù bơ cù bất bất chân vô nhà này rồi tự nhận là con riêng của chồng mình. Biết? Bà cũng ghê gớm thật. Đúng, tôi không phải là con ruột của chồng bà. Nhưng mà bà cũng đừng quên là tôi đang nuôi cháu của ông ý. Cô định dùng đứa nhỏ đó tống tiền tôi đúng không? Tôi không có tống tiền bà. Nếu như mà bà cảm thấy không hài lòng ấy, tôi sẽ đi. À, tôi chỉ cảm thấy thắc mắc là Bảo, con trai của bà liên quan như thế nào đến cái chết của một người tôi quen? Cô nói gì? Người quen của tôi bị tông xe mà cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Mà Bảo, con trai của bà ấy có năng khiếu vẽ thật đấy. Anh ấy vẽ y chang như tai nạn năm đó. Đứng lại! Tôi sẽ đưa cho cô 500 triệu. Nhưng mà tôi được gì chứ? Thì tôi sẽ chả biết Bảo là ai cả. Và lại anh ta cũng không được bình thường, nên là tôi sẽ không chấp chuyện quá khứ. Nói thì giữ lời đó. Nếu như cô bếp xét chuyện này, tôi mà mất con, cô mất luôn con bông nè.